Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên web Citybet28.com do đối tượng người tiêu dùng Dương Quang Minh 1988, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cầm đầu. Theo đó, cơ quan khảo sát đã triển khai biện pháp tố tụng so với 5 đối tượng người tiêu dùng: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Dân 1991, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang; Nguyễn Minh Hoàng 1987, trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, thành phố Bắc Giang; Nguyễn Văn Cương 1987, trú tại phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang; và Nguyễn Văn Hiện 1991, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Hoạt động phạm tội của số đối tượng người tiêu dùng trên bị trinh thám phòng điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức Cục Cảnh sát Hình sự phát giác từ khoảng tháng 3 năm 2019. Dưới vẻ ngoài kinh doanh karaoke, cầm đồ, Dương Quang Minh chủ yếu lén lút tổ chức đánh bạc qua mạng. Chân dung ông trùm Dương Quang Minh. Sau khi bị bắt giữ, những đối tượng người tiêu dùng khai nhận, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Cương được Dương Quang Minh lãnh đạo lũ em là Nguyễn Minh Hoàng Hoàng là người được Minh thuê để triển khai kỹ thuật, thống trị những trang mạng cá độ bóng đá, cắt cho Cương một trang mạng cá độ bóng đá trên trang web bong28.com, với tên tài khoản là 26. Sau đó, Cương và Minh thống nhất quy ước một điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Cứ đến ngày thứ hai, thứ ba hàng tuần, những đối tượng người tiêu dùng chốt số tiền thắng, thua và thanh toán. Ông Trùng Minh còn giao Phan Đức Anh 1994, đang bỏ trốn, chuyên đi thu tiền cá độ bóng đá của Cương. Ngoài ra, Cương sẽ trả tiền cho Minh trải qua không ít tài khoản. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Cương thường xuyên tạo thành nhiều tài khoản, trong đó, Cương sử dụng tài khoản 2604, còn tài khoản 2632 giao cho Nguyễn Văn Hiện và thứ ba hàng tuần chốt tiền thắng thua để Hiện đưa cho Cương bằng tiền mặt với quy ước một điểm là 15.000 đồng. Đối tượng Nguyễn Văn Hiện, trợ thủ đắc lực của Minh. Đáng chú ý, trong đường dây cá độ được xác định số tiền giao dịch lên tới mức cả trăm tỷ Việt Nam đồng vừa bị cơ quan công an bắt giữ có một đối tượng người tiêu dùng nữ duy nhất là Nguyễn Thị Hồng Dân. Kiều nữ chính này cũng đó là vợ của ông Trùng Dương Quang Minh. Nếu như Nguyễn Thị Hồng Dân với vẻ ngoài xinh đẹp thì ông Trùng Dương Quang Minh cũng không thua kém cạnh khi luôn luôn xuất hiện rất bảnh bao. Đại diện tổ đồng cửa phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang nơi hai vợ ông chồng Minh sinh sống, cho thấy thêm, vợ ông chồng Minh lấy nhau đã lâu, hiện đã có hai người con. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng vợ ông chồng Minh mới xây được một ngôi nhà 4 tầng trên 2 lô đất. Trước đây, khi chưa tham gia vào đường dây cá độ bóng đá lớn như này, tài chính của mái ấm gia đình Minh cũng thông thường thôi chứ không khá giả như hiện nay. Theo vị thay mặt đại diện này, ở địa phương, vợ ông chồng Minh chưa lúc nào để xảy ra điều tiếng với ai. Tuy nhiên, do vợ ông chồng Minh làm ăn lớn nên rất ít khi tham gia những vận động ở địa phương và sống rất khép kín, không chia sẻ, tâm sự về quá trình mình đang làm với ai lúc nào. Nguyễn Thị Hồng Dân giúp ông chồng thống trị tài chính trong đường dây đánh bạc. Ở địa phương người nào cũng công nhận vợ ông chồng Minh xuất sắc vì trước đó không người nào nghĩ là đôi này đang làm những việc vi phạm pháp luật. Đôi này yêu nhau lâu rồi mới cưới nhau đấy, trước đây còn ở chung với phụ huynh ông chồng nhưng từ thời điểm ngày xây nhà là ở tách bóc ra rồi. Bố mẹ Minh đều là cán bộ về hưu rồi nhưng cũng đều có của ăn của để. Sau khi vợ ông chồng Minh bị bắt, người dân địa phương người nào cũng bất ngờ, thay mặt đại diện tổ đồng cửa cho thấy thêm. Còn trong mắt người dân xung quanh, cặp vợ ông chồng qua là người kinh doanh thành đạt, còn thành lập và hoạt động doanh nghiệp, vận động cả trong nghề dịch vụ cầm đồ. Ngoài ra, vợ ông chồng Minh còn mở quán karaoke trên địa phận thành phố Bắc Giang. Dân thường xuất hiện như một bà chủ trẻ tuổi, thành đạt, dùng toàn đồ hiệu, đi xe hơi đắt tiền. Hai vợ ông chồng ông Trùng Dương Quang Minh thường xuất hiện ở những nơi sang trọng, sang chảnh mà chỉ dành cho tất cả những người có tiền. Khi đường dây cá độ bóng đá này bị triệt phá, nhiều người dân địa phương không khỏi ngỡ ngàng trước chân tướng của cặp vợ ông chồng này. Hóa ra, toàn bộ đó chỉ là vỏ bọc phía bên ngoài của vợ ông chồng ông Trùng. Minh đứng ra điều hành đường dây chuyên cá độ bóng đá với lượng tiền giao dịch lớn. Còn người vợ Nguyễn Thị Hồng Dân giúp ông chồng quán xuyến về tài chính trong đường dây đánh bạc.